Thưa quý vị và con, chúng ta quay trở lại xã Vân Phúc của huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Chúng ta xem cái vườn bưởi đẹp nhất của huyện Phúc Thọ về cái sản xuất của bác Sinh, xem là cái canh tác đến giờ phút này thế nào. Chúng ta sẽ cùng chia sẻ với bác về những cái kinh nghiệm giữ quả, chăm quả ở trong giai đoạn này và thời gian tới. Xin mời. Chú Nguyên, chú ấy vẫn nói một câu là vườn này sai như sung. Đúng rồi. Không biết anh làm nào mà anh tỉa được này. Đấy. Đấy, tự nó đẩy lên mà. Đây. Nó đẩy lên cái tầm này là những quả nó sai hơn là. Mà quả nó sai như này mà nó vẫn đẹp như thế. Đấy. Đấy. Thì bây giờ ấy là anh em ngồi đây cũng bảo cái vườn này nó sai như sung mà đấy. Đây. Báo cáo với lại bác là cách đây 4 tháng em đã đến cái vườn này và đều có cái suy nghĩ là không biết là vặt thế nào. Anh Sinh lúc anh giải quyết cái tỉa quả thế nào cái vườn này? Thực tế ra là cái công tác tỉa quả của gia đình ấy là như ngày trước. Thì mình cứ nghĩ là khi mà đậu bằng ngón tay để mình đi tỉa. Thế thì bấy giờ là đã qua cái thí nghiệm của năm kia ấy, là cứ để thì xong tự nó đẩy. Tự nó đẩy là cái quả nào mà nó kém, nó yếu. Thì là nó sẽ đẩy. Dạ vâng. Nó teo. Dạ vâng. Vâng. Thế thì nó nếu còn quả nào mà chưa đẩy được ấy thì cái giai đoạn vào tháng 5 tháng 6 này chúng ta đi ra là chúng ta vặt bỏ đi là chúng ta. Tức là nó đều luôn. Dạng này bác Sinh 15 năm nay. Đấy. Dạng này năm ngoái thì làm thì chưa hoàn thiện, nhưng năm nay là hoàn thiện. Tết vừa rồi là bác thấy chưa làm được. Tết vừa rồi là nghỉ vườn là bác ấy hoàn thiện rồi. Đấy. Thế nên là Trung Nguyên chú bảo là nhìn thấy cái rãnh này là anh Sinh là sẽ người đi đến thành công rồi. Rồi. Đấy. 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 Phải có rãnh, rãnh thoát nước đi. Vâng, vâng. Nghĩa là trên cái nền này của mình không bao giờ bị chì ở trên này nữa cả. Vâng. Cái bộ rễ này của nó hoàn chỉnh, rất là hoàn chỉnh. Dạ. Có một cái mà em đang chia sẻ hỏi anh thế này. Nó chuẩn bị vào mùa mưa rồi. Hôm nay là đang ở tiết đại thử. 24 tháng 7 là đại thử. Đấy, vậy thì xong đại thử là đến lập thu và có vào cái tiết mưa ngâu đấy. Rồi. Thế thì cái đối với cái dòng cây có múi nó hay rất nhiễm cái bệnh thán thư và các cái bệnh khác liên quan đến nấm khuẩn ở trên cây. Thì anh có cái giải pháp nào để giúp cho cái quả này nó yên tâm cây nó trồng nó khỏe? Vâng, thì như thế này, gia đình cũng qua những cái kinh nghiệm làm 1-2 năm thôi. Thì đây thì mình cũng biết đến đâu thì mình chia sẻ cùng cả mọi người qua kênh của bên chỗ chú Sumagou như này, Sumagou như này. Là nhà mình sẽ dùng bằng cái đồng. Cái đồng bằng cái đầu tiên là ta dùng đồng xanh. Pha lẫn vôi thì chúng ta phun lên trước hết là vừa chống giám này. Cái thứ hai là đây là qua cái kinh nghiệm của gia đình thôi. Mình chia sẻ với nhau mà. Dạ vâng. Thế thì mình đầu tiên là như thế là mình đánh trong cái tháng 6 tháng 7 này lấy rồi 2 lần. Bắt đầu sang đầu của tháng 8 hoặc là cuối tháng 7 này là chúng ta đánh đồng đỏ. Đồng đỏ phải đánh đến 3 lần. Đúng rồi. Cái đồng đỏ đó. Vâng. Thì như gia đình đã được 2-3 năm nay dùng cái là mình thấy đỡ hẳn cái thối quả. Đúng rồi. Thối quả. Và cái bệnh lá là rất đỡ. Xùi lá đấy. Rồi thân cây là không bao giờ bị cái xì mù. Đúng rồi. Đấy là nó đỡ được cái đấy là qua đấy. Mình chia sẻ mà. Dạ qua vâng. Qua cái vấn đề gia đình đã làm. Đấy. Quá tuyệt vời, đấy là thực tế đấy. Vâng. Anh cho những cái gì mà vào nó thực sự nó gì xốp thế này. Cái này cái trước hết ý, là như trước ý, là mình hay muốn sạch cỏ. Nhưng đến bây giờ là mình có thể phải nói một câu là nuôi cỏ. Nhưng mà nuôi là nuôi trong những cái thời gian nhất định của nó thôi. Thế xong mình đi cắt đi một lượt bắt đầu là tưới su bạc đâu. Nếu chúng ta không tưới được thì chúng ta cho thẳng vào phi ý. Thế là cho nó tan ra. Để độ khoảng ngày trước ngày sau được mà cho xong khoảng độ nửa tiếng được. Đấy. Cắm máy phun lên, phun như mưa luôn. Thế thì tất cả toàn bộ bây giờ trong cái nền đất này của mình đã có Sumagou. Thì Sumagou thì nó có một phần là cái sinh vật vi sinh vật sống đấy. Đấy. Thế thì bắt đầu nó làm cho tơi xốp đất, run chiếc run vạc các thứ rất là nhiều. Cái vườn này đầu năm em vào là anh còn đưa phân gà rất nhiều. Rồi, mỗi cây này là bao cân anh? Mỗi một cây này là một túi, một cái bao phân gà và một bao phân cút. Đấy. Phân gà và phân chim cút. Năm ngoái thì bằng 2/3 này. Năm nay thì được cả 3/3 luôn. Ôi trời ơi. Xài quá nhỉ. Vâng. Cái cây này là bao năm anh nhỉ? Cây này là sang năm thứ, bây giờ gọi là năm thứ 7 của tháng. Dạ đó. Vâng. Cái lượt cỏ này là chuẩn bị là ăn Sumagou này. Dạ, trong vâng. Cái tuần tới là bắt đầu để ăn cho ăn lượt Sumagou xong. Ăn lượt Sumagou xong thì tầm cỡ khoảng độ một tuần cho đến 10 ngày là bắt đầu là mình bỏ kali. Chính là cái cho bếp anh đã chuẩn bị cái đấy. Đấy cái cho bếp. Nếu mà ta bỏ được cái cho bếp vào đợt này là tốt nhất, không có gì bằng cả. Đúng rồi. Cái thứ nhất là vừa vào đầu mùa mưa. Và cái thứ hai thì cái cho bếp ấy là nó vừa cải thiện luôn cái nền đất.
Đúng rồi. Chứ còn bây giờ chúng ta đi sâu vào tất cả kali hoàn toàn thì có được không? Cũng được, vì chúng ta đang làm đường. Vâng. Thế nhưng mà thực tế ra là cái kali đi vào nhiều quá thì cây nó cũng sẽ kẹt. Kiệt, nó kiệt cây. Vâng. Thế thì mình nếu đi vào chó bếp là tốt nhất. Vâng. Thế còn nếu không có chó bếp thì chúng ta đành là phải cho kali. Dạ, thế vâng. Như cho kali thì chúng ta cho kali đỏ thì chúng ta cho nhẹ nhẹ tay một tí, cho nhiều đợt, có phải không ạ? Vâng, vâng. Đấy, cho thành nhiều đợt đi thì có khả năng nó sẽ cây nó sẽ cộng tác để nó phát triển được. Vâng. Còn nếu chúng ta mà nặng tay ấy, thì khả năng cái cây nó phát triển nó sẽ kém. Dạ vâng. Đấy. À, quả quanh nó chắc. Vâng. Để phân chắc quả này cơ mà. Vì nếu là bưởi diễn lúc này mà nhìn thấy vui mắt thì khả năng sẽ hơi bị to. Đúng rồi. Thế mà nhìn thấy oản mắt quá thì cũng lại sẽ hơi bé. Mình nhìn thấy nó phải là vừa. Đấy, đấy. Nghĩa là lúc này là cái bát ăn cơm. Đúng rồi. Chứ bát nước chấm là bị bé mất rồi. Đúng rồi. Phải bát ăn cơm. Cái loại đấy. Nước chấm là cái loại này. Dạ vàng đấy. Quả bát nước chấm rồi. Đây là cái loại đấy. Này là vừa đẹp này. Đấy. Đấy. Rất đẹp với bưởi quanh nó đều thật. Đấy. Đấy.